kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ 6 ngày 29 tháng 7, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 18 và nghị quyết số 19 của hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đặc biệt là những kiến nghị đề xuất, những tiếng nói từ góc độ địa phương với Trung ương qua 5 năm thực hiện hai cái nghị quyết này. Đấy, có các kiến nghị đề xuất rất là cụ thể. Chúng ta tiếp tục thực hiện những cái nội dung mà trong phạm vi của ta có thể thực hiện được và phải thực hiện hoàn thành ngay trong năm. Hưng Yên tham gia kết nối trục kinh tế cao tốc phía Đông. Xử phạt 56 triệu đồng đối với cơ sở xả thải gây ô nhiễm môi trường ở thôn An Lạc, xã Trưng Chắc, huyện Văn Lâm. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 18 và nghị quyết số 19 của hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sau gần 5 năm thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, theo nghị quyết số 18 và nghị quyết số 19 đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu như kế hoạch đề ra. Thực hiện nghị quyết số 18 đến nay, toàn tỉnh đã giảm được 22 phòng ban, khoa trực thuộc. Khối chính quyền sắp xếp kiện toàn lại 17 sở ngành, giảm 5 chi cục trực thuộc sở và 51 phòng trực thuộc sở, ngành chi cục. Có 6 huyện đã hoàn thành việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban Nhân dân huyện, 4 huyện còn lại đang triển khai. Về tinh giản biên chế, toàn tỉnh đã giảm được 421 người, sắp nhập 38 thôn thành 19 thôn mới. Tỉnh triển khai quyết liệt chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. Đến nay, kết quả đạt tỷ lệ gần 94%. Thực hiện nghị quyết số 19, toàn tỉnh giảm được gần 11% đơn vị sự nghiệp công lập, giảm trên 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015. Giải thể 7 trạm y tế cấp xã, nơi đã có trung tâm y tế cấp huyện. Việc đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm theo quy định, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh, nên đã góp phần quan trọng trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả và xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hội nghị đã triển khai dự thảo kế hoạch tiếp tục thực hiện nghị quyết số 18, thực hiện kết luận số 28 ngày 21 tháng 2 năm 2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức giai đoạn 2022-2025. Dự thảo kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết số 19 giai đoạn 2022-2025. Dưới sự điều hành của đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đại biểu tập trung thảo luận về các nội dung công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến các nghị quyết, thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện tự chủ tài chính tại một số đơn vị, chuyển đổi cơ chế tài chính tự bảo đảm chi thường xuyên đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, giải pháp khắc phục tình trạng thiếu giáo viên trong các cấp học mầm non, phổ thông. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh, trong gần 5 năm qua, tỉnh Hưng Yên đã thực hiện nghị quyết về tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy có chuyển biến rõ nét, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở từng bước được đổi mới, kiện toàn, sắp xếp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước được nâng cao chất lượng và được cơ cấu lại theo ngạch, chức danh nghề nghiệp, trình độ đào tạo, phù hợp với vị trí việc làm. Ban cán sự Đảng Ủy ban dân tỉnh, rồi ban tổ chức tỉnh ủy nghiên cứu tiếp thu hoàn thiện hai cái báo cáo đấy, đặc biệt là những kiến nghị đề xuất, những tiếng nói từ góc độ địa phương với Trung ương qua 5 năm thực hiện hai cái nghị quyết này. Đấy, có các kiến nghị đề xuất rất là cụ thể. Chúng ta tiếp tục thực hiện những cái nội dung mà trong phạm vi của ta có thể thực hiện được và phải thực hiện hoàn thành ngay trong năm. Là tiếp tục đẩy mạnh quán triệt, lãnh đạo chỉ đạo triển khai tốt thực hiện nghị quyết số 18, 19 và kế hoạch số 88 cũng như chương trình số 24 nhằm nâng cao nhận thức, sự thống nhất về mặt ý chí và hành động trong hệ thống chính trị của chúng ta, trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về việc
tinh gọn tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hiệu lực của bộ máy, cũng như là nâng cao chất lượng hiệu quả của hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập. Tiếp tục rà soát hoàn thiện các chức năng nhiệm vụ rồi mối quan hệ công tác giữa các tổ chức cơ quan đơn vị, các địa phương cơ quan trong việc hoàn thiện và thực hiện các cái danh mục vị trí việc làm rồi mô tả vị trí việc làm của cán bộ công chức viên chức trong tất cả các cơ quan đơn vị trong hệ thống chính trị để chúng ta xác định được số lượng chất lượng của đội ngũ cán bộ công chức của chúng ta trong từng đơn vị, rồi đẩy mạnh quản lý, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống quản lý và tổ chức hoạt động các cơ quan đơn vị, tăng cường công tác kiểm tra giám sát trong việc thực hiện nghị quyết trung ương rồi các kế hoạch chương trình của tỉnh ủy, của các cấp ủy đã ban hành để đảm bảo chúng ta thực hiện nghiêm, biểu dương khen thưởng kịp thời những mô hình hay, cách làm có hiệu quả để chúng ta làm cơ sở nhân rộng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trong thời gian tới, cấp ủy chính quyền các cấp và cả hệ thống chính trị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ theo lộ trình đã đề ra trong các nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động, tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, các địa phương, cơ quan, đơn vị, triển khai thực hiện danh mục vị trí việc làm, bản mô tả vị trí việc làm công chức viên chức các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị để xác định số lượng, chất lượng của đội ngũ cán bộ công chức từng đơn vị, qua đó có căn cứ sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Không bao giờ nó đơn giản cả. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã thông tin trong khuôn khổ kỳ họp thứ 3 Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC, chiều qua ngày 28 tháng 7 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên và thành phố Hải Phòng tổ chức ký kết thỏa thuận kết nối trục kinh tế cao tốc phía Đông. Dự lễ ký kết có lãnh đạo Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam và lãnh đạo các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương, thành phố Hải Phòng. Về phía tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên. Sáng kiến kết nối kinh tế cao tốc phía Đông nhằm thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh liên kết vùng, tăng cường phối hợp khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế tối đa của bốn địa phương Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên dọc theo trục đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Móng Cái, đồng thời có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hướng tới xây dựng mô hình liên kết kinh tế tiểu vùng, tạo không gian phát triển mới, tạo ra cực tăng trưởng khu vực kinh tế phát triển năng động trong vùng đồng bằng sông Hồng và khu vực phía Bắc. Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Phạm Tấn Công, Chủ tịch VCCI nhấn mạnh: ngày nay các con đường cao tốc đóng vai trò như dòng sông khi xưa, tạo ra và kết nối các trung tâm kinh tế đô thị mới. Do đó, trục cao tốc phía Đông chính là tiền đề cho sự kết nối kinh tế bốn tỉnh thành. Quan trọng hơn nữa, cả bốn địa phương đều cho thấy sự năng động trong phát triển kinh tế và môi trường kinh doanh được đánh giá là thuận lợi hàng đầu Việt Nam. Quảng Ninh và Hải Phòng dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2021, trong khi Hải Dương và Hưng Yên là những địa phương có xếp hạng cao và tiến bộ mạnh mẽ nhất cả nước. Bộ máy chính quyền của cả bốn địa phương đều được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao về sự thân thiện và hỗ trợ doanh nghiệp. Liên kết kinh tế bốn địa phương sẽ mở rộng không gian phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu. Bốn địa phương khi liên kết lại sẽ có đầy đủ tiềm năng và điều kiện để tạo thành một khu vực kinh tế phát triển năng động, đáp ứng mong mỏi và khát vọng phát triển của người dân, của doanh nghiệp và vì sự thịnh vượng chung của bốn tỉnh, thành phố. Các đại biểu thảo luận phân tích những thế mạnh, cơ hội nổi trội của từng địa phương để đưa ra mục tiêu phát triển chung, trong đó đều thống nhất liên kết bốn địa phương sẽ tạo ra một vùng có tổng diện tích tự nhiên gấp 3 lần thủ đô Hà Nội, 5 lần thành phố Hồ Chí Minh và 8 lần so với Đà Nẵng. Bốn địa phương có lợi thế lớn về kết nối hạ tầng giao thông tốt nhất cả nước, có trục cao tốc phía Đông nối một đầu là thủ đô Hà Nội với một đầu là cửa khẩu Móng Cái thông với thị trường Trung Quốc. Các doanh nghiệp trong vùng có thể sử dụng 3 sân bay quốc tế Nội Bài, Cát Bi, Vân Đồn và hệ thống các cảng biển quốc tế. Bên cạnh đó, mỗi địa phương đều có các thế mạnh riêng để phát huy khai thác cụ thể, như Quảng Ninh với thế mạnh về tài nguyên du lịch, dịch vụ, chuỗi sản xuất, thương mại gắn với thị trường Trung Quốc. Hải Phòng có lợi thế đặc biệt về hệ thống cảng biển và logistics. Hải Dương có tiềm năng nổi trội về nguồn nhân lực, quỹ đất và vị trí trung tâm vùng, thế mạnh về công nghiệp cơ khí chế tạo.
Hưng Yên có lợi thế đặc biệt do tiếp giáp thủ đô Hà Nội. Tiềm năng lớn trong phát triển công nghiệp cũng như nông nghiệp công nghệ cao đang có tốc độ đô thị hóa rất nhanh. Với Hưng Yên, việc kết nối trục kinh tế cao tốc phía Đông sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp, là cơ hội để tỉnh tiếp tục phát triển công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao. Chúng tôi hiện nay là rất thế mạnh phát triển công nghiệp. Vì công nghiệp của chúng tôi hiện nay, chúng tôi cũng có lợi thế mà có thể liên kết vùng với 4 tỉnh, đó là giáp thủ đô Hà Nội. Và đến Hà Nội chúng tôi, các khu công nghiệp này chỉ đến có khoảng 30 đồng hồ thôi. Đến cả Hải Phòng, rồi Quảng Ninh chỉ còn trên 1 tiếng và dưới 1 tiếng thôi. Rất là nhanh. Và dự kiến là năm 2022 này, thì chúng tôi sẽ giải phóng được khoảng 1.000 hectare. Và bàn giao các doanh nghiệp để làm hạ tầng thì có cái cơ hội để tiếp nhận các dự án trong nước và ngoài nước về Hưng Yên để sản xuất kinh doanh. Thật là nhất 8 khu công nghiệp đang triển khai như hầu như lấp đầy hết, 7 khu công nghiệp đang triển khai thì không có gì thay đổi. Đến năm 2025 là chúng tôi đã giải phóng xong toàn bộ. Hiện nay các nhà đầu tư, các hạ tầng khu công nghiệp ở đây cũng rất có tiềm năng, ví dụ như khu công nghiệp Hòa Phát này, Yên Mỹ 2, khu công nghiệp số 1 này, công nghiệp sạch toàn quốc này, rồi khu công nghiệp Thủ Hoàng, khu công nghiệp số 3, số 4. Tức là tổng năm nay có khoảng 1.000 hecta của 5 cái khu công nghiệp này đã có mặt bằng sẵn này, các doanh nghiệp chỉ về triển khai thôi. Đấy là một cái thế mạnh mà chúng tôi rất là mong muốn sự kết nối để giới thiệu các tỉnh bạn về cái lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao. Đầu tiên đến năm 2021, cái giá trị canh tác trên 1 hecta đất nông nghiệp là 215 triệu trên 1 hecta. Thì đấy là bình quân, chứ còn cá thể thì có cái giá trị rất là cao. Ví dụ như là trồng hoa cây cảnh ở Bắc Giang chúng tôi là 2 tỷ mấy hecta, rồi vải trứng và nhãn ở Hưng Yên. Thì ở ngoài ra thì có cái khác như là cây dược liệu thì giá trị canh tác cũng khoảng trên 500 triệu một hecta. Thì chúng tôi rất là hy vọng các doanh nghiệp và các tỉnh bạn giới thiệu cho chúng tôi về các công nghiệp chế biến nông sản. Mục tiêu tổng thể khi ký kết được xác định là thúc đẩy kinh tế 4 tỉnh, thành phố trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế của các địa phương cùng ứng phó giải quyết các thách thức chung nhằm phát triển kinh tế nhanh bền vững về sự thịnh vượng của mỗi địa phương, đồng thời hình thành vành đai kinh tế phía Đông, trung tâm công nghiệp kinh tế biển, du lịch và là động lực tăng trưởng kinh tế của vùng đồng bằng sông Hồng. Phấn đấu đến năm 2025, các chỉ số về tăng trưởng kinh tế thu hút đầu tư phát triển doanh nghiệp của 4 địa phương nằm trong nhóm đầu của cả nước, nhất là về môi trường kinh doanh thuận lợi, chất lượng hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư. Mỗi năm có ít nhất 4 hoạt động chung liên kết và hình thành cơ sở dữ liệu chung về hạ tầng giao thông, hệ thống các khu công nghiệp, chuỗi sản xuất và cung ứng của 4 địa phương, hình thành cơ chế liên kết cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư cùng hợp tác đóng góp vào sự phát triển của 4 địa phương, kết nối phát triển cộng đồng doanh nghiệp đạt trên 100.000 doanh nghiệp vào năm 2025. Sáng nay, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc báo cáo kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2022. Dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. 3 chương trình mục tiêu quốc gia được thực hiện trong giai đoạn này gồm xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng núi, xóa đói giảm nghèo. Ngân sách dành cho 3 chương trình này là 92.000 tỷ đồng. Đến ngày 25 tháng 7, đã có 27 trên 52 địa phương thông qua nghị quyết phân bổ vốn, trong đó có 13 địa phương hoàn thành việc giao kế hoạch vốn. Tại tỉnh Hưng Yên, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong 6 tháng đầu năm 2022 đạt trên 4.700 tỷ đồng. Toàn tỉnh đã thực hiện cải tạo, sửa chữa, nâng cấp và làm mới được trên 190 km đường giao thông nông thôn, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt từ 50 triệu đồng trở lên. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,3%. Kết luận tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Ngọc Quỳnh nhấn mạnh, tỉnh Hưng Yên là địa phương triển khai kịp thời hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có chương trình xây dựng nông thôn mới và xóa đói, giảm nghèo. Đồng chí đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn theo dõi, đôn đốc các đơn vị chủ động các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, các sở ngành triển khai ngay việc quy định, hướng dẫn bộ tiêu chí xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025. Yeah.
Sáng nay, Hội đồng thẩm định xét công nhận làng nghề tỉnh Hưng Yên năm 2022 đã tiến hành thẩm định làng nghề Mộc Chi Lăng, xã Đại Tập, huyện Khoái Châu. Thôn Chi Lăng, xã Đại Tập hiện nay có trên 200 hộ tham gia sản xuất nghề mộc với các sản phẩm chủ yếu gồm bàn ghế, giường tủ, tượng gỗ, tranh gỗ, quan tiện cầu thang. Thị trường tiêu thụ chính là trong nước và xuất khẩu sang một số quốc gia như Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Nhật Bản. Năm 2021, doanh thu của làng nghề đạt gần 249 tỷ đồng. Tại làng nghề, đoàn tiến hành tham quan những xưởng sản xuất gỗ, thẩm định một số nội dung chủ yếu như điều kiện, quy mô sản xuất, sản phẩm, doanh thu, vệ sinh môi trường. Sau khi tham gia ý kiến về hoạt động sản xuất kinh doanh của làng nghề, đoàn thẩm định đã tiến hành bỏ phiếu và đồng ý đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh xét công nhận làng nghề đối với làng nghề Mộc Chi Lăng, xã Đại Tập, huyện Khoái Châu. Sau 20 năm triển khai thực hiện tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, đến nay thị xã Mỹ Hào đã có trên 10.000 hộ thoát nghèo. Hiện nay trên địa bàn thị xã đang triển khai cho vay 13 chương trình tín dụng chính sách với tổng dư nợ trên 338 tỷ đồng cho trên 5.600 khách hàng. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần giúp cho trên 10.000 hộ thoát nghèo, thu hút tạo việc làm cho trên 11.500 lao động. 7.200 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, không để học sinh sinh viên nào phải bỏ học vì khó khăn về tài chính. Hỗ trợ xây mới và cải tạo gần 27.000 công trình nước sạch vệ sinh môi trường ở nông thôn. Bên cạnh đó, đã có 12 doanh nghiệp vừa và nhỏ được vay vốn để sản xuất kinh doanh, 3 người sử dụng lao động được vay vốn để trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất cho 240 lượt người lao động. Vốn tín dụng chính sách đã góp phần hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi ở khu vực nông thôn, giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện tự lực vươn lên, được làm quen với việc vay trả nợ ngân hàng, do đó đã từng bước thay đổi cơ bản nhận thức, sử dụng vốn có hiệu quả, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Sở Tài nguyên và Môi trường Hưng Yên đặt ra trong những tháng cuối năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác quản lý về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh vẫn còn tồn tại một số hạn chế bất cập như các hành vi vi phạm pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, còn có việc chưa được phát hiện kịp thời, xử lý chưa dứt điểm, việc giải phóng mặt bằng một số dự án gặp khó khăn, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chưa đạt yêu cầu, ô nhiễm môi trường nước không khí vẫn đang diễn ra tại các địa phương. 6 tháng cuối năm, Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, tiếp tục tham gia góp ý dự án và thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất. Lĩnh vực bảo vệ môi trường tiếp tục thực hiện đề án thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh nhằm giảm thiểu cải thiện môi trường nước hệ thống sông Bắc Hưng Hải, tăng cường xử lý vi phạm trên đất nông nghiệp, tiếp tục rà soát, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất của các tổ chức cá nhân trên địa bàn để kịp thời chấn chỉnh các vi phạm. Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 56 triệu đồng đối với bà Nguyễn Thị Hậu, thường trú tại thôn Đồng Ngư, xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, là chủ cơ sở sản xuất hạt nhựa ở thôn An Lạc, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, về hành vi xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường. Theo đó, ngày 15 tháng 6 năm 2022, tại thôn An Lạc, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, cơ sở sản xuất do bà Nguyễn Thị Hậu làm chủ đã thực hiện hành vi xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 3 lần đến dưới 5 lần. Bà Hậu đã vi phạm quy định tại điểm C khoản 4 điều 13 và khoản 7 điều 13 nghị định số 155 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và nghị định số 55 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 155. Quyết định yêu cầu cơ sở sản xuất do bà Nguyễn Thị Hậu làm chủ chấm dứt ngay các hành vi vi phạm, đồng thời buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm. Thời gian thực hiện biện pháp khắc phục xong hậu quả vi phạm trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận quyết định này. Ngoài ra, cơ sở do bà Nguyễn Thị Hậu làm chủ phải ra soát, cải tạo công trình xử lý nước thải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường theo quy định. Quý vị và các bạn có thể xem lại các chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên trên ứng dụng di động Hưng Yên TV Go, website hungyentv.vn, fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 HITV, kênh YouTube Truyền hình Hưng Yên HITV. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin quốc tế.